và cuộc trải nghiệm Việt Nam International sẽ được bắt đầu trong vài phút nữa. Xin mời quý vị cùng với chúng ta sẽ cùng di chuyển vào khán phòng để chương trình sẽ được mở đầu. Thank you.
mình có một cơ hội để chạm tay đến chiếc vô địch năm nay thì đó không chỉ là một gọi là một cú nổ lớn cho chương trình Miss Universe Việt Nam mà đó còn là một cú nổ thật sự là rất lớn đối với tất cả các chương trình hoa hậu nói riêng và đặc biệt là chương trình Miss Universe thế giới. Họ sẽ nhìn nhận vào Việt Nam chúng ta có rất nhiều những tiềm năng của mình, chúng ta rất mạnh, rất tự tin và có thể làm được những điều mới trong cuộc sống. Nhưng mà không biết là họ sẽ trở lại hàng như là cái vấn đề mà họ cố gắng như thế nào thì cái này nó không còn ở phân định là thắng hay thua nữa. Quan trọng là tất cả những điều mình cố gắng và tất cả những điều mình đã nỗ lực, khán giả và tất cả mọi người luôn đó là một món quà rất lớn đối với Hà. Và hơn hết là Hà cũng không cho phép mình dừng lại tại đây. Nếu năm nay Hà không được chặt tay đến chiếc vô địch hay là vào những cái top show hơn, Hà vẫn sẽ cố gắng nỗ lực hết mình tiếp trên con đường mình đã chọn, cố gắng hết sức để làm những điều tốt đẹp cho chính cộng đồng cũng như cho bản thân mình và những người yếu thế trong xã hội luôn luôn có thể hỗ trợ. Như lệnh nói là giống như là một cái con chốt truyền thông á, tại vì năm nay có quá nhiều cuộc thi cùng một là một lúc, thì Hà là người trong cuộc thì Hà thấy cái nhận định đó hay là những cái dư luận như vậy như thế nào? Đương nhiên là rất vui rồi, tại vì bản thân mình phải có một cái sự ảnh hưởng nào đó thì mọi người mới nghĩ là mình có thể quyết định được một cái rating của chương trình. Nhưng mà Hà nghĩ là khi một chương trình chúng ta tổ chức ra, mọi người thấy là có một cái quy mô rất là lớn, rất là nhiều không đồng vị khác nhau và mặt bằng thí sinh của hôm nay cũng phải rất là xuất sắc nữa. Thì Hà nghĩ là không có lý do gì chỉ với khả năng của mình thì mình có thể quyết định được là chương trình nào sẽ thành công và chương trình nào sẽ thất bại. Quan trọng hơn hết thì Hà mong là tất cả mọi người hãy nhìn vào những cái sự cố gắng của Hà cũng như là tất cả các thí sinh của chương trình năm nay. Và nếu như mà mình có là một con cờ truyền thông thì mình nghĩ rằng là mình cũng sẽ là người cờ truyền thông thực sự rất là thú vị. Rồi thì nhìn quanh các thí sinh thì cũng rất là nhiều thí sinh khủng, thì Hà có cái dự đoán nào cho mình về cái thí sinh sẽ lọt top 3 hay không hay như thế nào? Có một cái dự đoán nào không? Ở đây có quá nhiều thí sinh mà mình cứ bảo là ai được hoa hậu ai không hay vào top 3 thì nó rất là kỳ đúng không? Nhưng mà hơi hết thì mình rất là mong những người bạn thân của mình top các cô gái chơi cùng với Hà sẽ đạt được những cái thành tích rất là cao trong năm nay. Và hy vọng năm nay Miss Universe sẽ tìm được một hoa hậu sẽ xứng đáng để có thể kế nhiệm được chiếc vô địch cũng như làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa sau này. Đấy là chắc chắn là điều tốt nhất. Dạ. Là một thành viên của chiếc vô địch hơn ai hết, bản thân Hà cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc khi ngày hôm nay mình có mặt trong buổi send off để chuẩn bị đưa chị Kim Liên sang đấu trường quốc tế tham dự vào hội sự quốc gia Miss Universe Sài Gòn năm 2022 và hy vọng là chị Kim Liên sẽ làm hết sức mình một lần nữa mang về vinh quang cho Việt Nam chúng ta. Đó là chị Kim ơi. Hà ơi, mọi người sẽ rất thích Hà của chúng ta bằng tiếng Anh đó. My mentor, Miss Huỳnh Kim Liên, presented it for Vietnam. We're bringing the first and the biggest crowd of the biggest round of Miss Supranational 2022 for our Vietnam. Thank you. Ở trong thời gian mà quay truyền hình thực tế, Miss Universe giới thiệu với Hà thân với thí sinh nào trong đây? Thật ra thì mọi người cũng thấy là Hà có một top các cô gái chơi cùng với nhau. Nhưng mà để nói mà có thể chia sẻ nhiều nhất hay là gặp mặt mỗi ngày thì Hà nghĩ có thể là Thảo Nhi Lê thôi. Tại vì Thảo Nhi Lê là người chỉ cùng phòng với Hà cho suốt khoảng thời gian ở nhà chung. Và cô gái này giống như là một người chị cả của team vậy đó. Luôn luôn rất là sẵn sàng giúp đỡ cho Hà cũng như là giúp đỡ cho tất cả các cô gái trong nhà chung. Và Hà cảm thấy được là ở cô gái này có rất nhiều điều để cho mình phải học hỏi. Thì cái chương trình hỗ trợ cộng đồng LGBT của Hà thì lại không nhận được. Thì chính vì vậy mà Ngọc Châu cũng không biết là mình có gọi là Miss Universe hay không. Thì đây là một cái cách để Ngọc Châu cũng xuất phá khỏi giới hạn của mình. Có thể mình sẽ cố gắng nhiều hơn để mà trở thành một phiên bản sáng tiến hơn trong tương lai. Thì cho đến thời điểm này cái việc ghi hình của Miss Universe đã như thế nào rồi, Ngọc Châu chia sẻ chút xíu về cái kỷ niệm của mình ở chương trình này. Và hiện tại thì hoa hậu trong những cái điều để mà Châu phải
lưu ý nhiều hơn rằng mình còn thiếu những gì và mình cần phải bổ sung những gì để có thể tiệm cận với các chương trình của họ hơn nhất. Thì theo dõi cái cuộc thi cho tới thời điểm này thì thấy cái năng lượng của Ngọc Châu lúc nào cũng hừng hực khí thế, thì cái điều gì giúp cho Ngọc Châu giữ được cái tinh thần đó? Điều đầu tiên giúp Châu giữ được cái tinh thần này đó chính là đây là cái cơ hội mà thực sự là trước giờ mình không thể có. Ở độ tuổi của Ngọc Châu thì mọi người thấy là từ trước đến nay 28 tuổi Việt Nam không có ai có thể được tham gia một cái hành trình dựng cuộc ở cuộc thi sắc hẹn lần nữa. Tuy nhiên năm nay Ngọc Châu có cơ hội, thì có thể thấy là lần cuối cùng Ngọc Châu tham gia chương trình thì chắc chắn Ngọc Châu không còn gì để mất cả. Khi mà Hương Nhi nói là